Mến chào các bạn, làm bánh bò nướng tuy rất là đơn giản nhưng nếu không nắm được bí quyết thì chúng ta sẽ rất dễ gặp phải một số lỗi. Ví dụ như là bánh bò bị khô cứng, không được xốp mềm, không phồng cao, bánh bị xẹp sau khi nướng xong hoặc là bánh nhanh bị khô cứng sau khi để nguội, vân vân. Ở video hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn tất cả những bí quyết để chúng ta có thể làm thành công được món bánh bò nướng mà không gặp phải những tình trạng như vừa nêu. Và cụ thể cách làm như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi sau đây nhé. Trước đây thì mình đã chia sẻ nhiều công thức làm bánh bò làm từ men nở. Hôm nay thì mình chia sẻ thêm một công thức nữa theo phương pháp truyền thống, đó là sử dụng cơm rượu. Để đảm bảo cho lượng chất lỏng trong công thức được chính xác thì chúng ta chỉ vắt lấy nước cơm rượu, còn phần xác thì chúng ta sẽ bỏ đi. Tại vì nếu cho phần xác này vào thì lát nữa chúng ta lọc lại sẽ rất là khó. Để cho bánh bò được dai chắc thì chúng ta nên sử dụng bột gạo lọc. Tổng lượng chất lỏng mà mình pha vào trước khi nhào bột là khoảng 400g, bao gồm cả nước cơm rượu và nước lọc. Nếu các bạn nhào bột bằng tay thì đòi hỏi bột phải khô hơn một chút xíu, do đó chúng ta chỉ thêm nước lọc từ từ cho đến khi nào bột có độ dẻo phù hợp là được. Cũng xin lưu ý với các bạn là độ xốp của bánh bò sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian nhào bột. Chính vì vậy mà chúng ta nên nhào bột đủ thời gian, khoảng chừng 30 phút. Trong thời gian ủ bột lần thứ nhất thì mình sẽ đi nấu nước đường. Nước cốt dừa vừa mang lại vị béo, lại vừa giúp cho bánh bò có độ xốp tốt hơn. Nhưng mà chúng ta cũng không nên sử dụng nước cốt dừa quá đậm đặc để không làm giảm đi độ dai chắc của bánh bò. Cũng xin lưu ý với các bạn là trước khi sử dụng nước cốt dừa này thì chúng ta cần phải dùng vải lược để lọc sạch bã dừa. Nếu không thì bã dừa sẽ làm cho kết cấu của bột bị rời rạc, làm giảm đi độ dai chắc của bánh bò. Chúng ta chỉ cần đun ở lửa nhỏ thôi, mục đích là để cho đường được hòa tan. Các bạn muốn đun ở lửa lớn cũng được, nhưng mà sẽ làm cho lượng nước hao hụt đi rất là nhiều, từ đó làm cho lượng chất lỏng trong công thức của chúng ta không còn được chính xác. Khi đường đã hòa tan hết thì chúng ta tắt bếp và phải để cho nước đường này nguội hẳn trước khi bắt đầu sử dụng. Và đây là bột sau khi đã ủ được 3 tiếng đồng hồ. Dấu hiệu để chúng ta nhận biết được khi nào thì bột đã ủ xong, đó là các bạn sẽ nhìn vào bề mặt của khối bột. Nếu như bề mặt của khối bột đã hoàn toàn căng mịn và phồng cao lên theo hình vòng cung như thế này, như vậy là việc ủ bột đã hoàn thành. Nếu như bột đã phồng cao lên tối đa rồi mà chúng ta vẫn tiếp tục ủ nữa, thì khối bột sẽ xẹp dần giống như thế này. Điều này có nghĩa là kết cấu của khối bột đã không còn vững chắc, từ đó sẽ làm giảm đi độ dai chắc của bánh bò. Chính vì vậy mà việc ủ bột đến đúng thời điểm cũng rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ pha nước đường đã để nguội hẳn vào trong bột. Chúng ta khuấy đều khoảng từ 4 đến 5 phút để cho bột được hòa tan hết. Sau khi đã pha nước đường vào rồi, chúng ta sẽ lọc sạch cặn thêm một lần nữa để đảm bảo cho kết cấu của bánh bò luôn được dai chắc. Ở giai đoạn ủ bột lần 2, khi nào các bạn thấy bột đã nổi một lớp váng
bọt khí cao khoảng chừng 0,5 đến 1 cm. Đến đây thì các bạn có thể mang bánh đi hấp hoặc là nướng bằng bếp ga, bếp than là được rồi. Tuy nhiên thì hôm nay mình nướng bằng lò nướng, để cho bánh được xốp mềm ngon hơn thì mình sẽ cho thêm một ít bột nổi. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cho bột nổi ngay trước khi nướng bánh, như vậy thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Và đặc biệt là chúng ta không cho quá nhiều bột nổi so với công thức, nếu không thì bánh sẽ bị đắng và bị hôi. Các bạn có thể dùng khuôn chuyên dụng cũng được, nhưng mà hôm nay mình sử dụng ruột nồi cơm điện. Khuôn có đường kính 20 cm và độ cao của bột là 2,5 cm, thì tổng thời gian nướng của chúng ta là khoảng 23 phút. Các bạn lưu ý là chúng ta phải đậy nắp khuôn lại hoặc là dùng giấy bạc để phủ kín miệng khuôn, nếu không thì bề mặt của bánh sẽ bị khô cứng và cũng không được phồng cao. Tổng thời gian nướng của mình là khoảng 23 phút, nhưng mà sau khoảng 19 phút thì mình sẽ mở cửa lò ra để kiểm tra xem bánh đã chín hay chưa. Mục đích của việc kiểm tra còn là để tạo lỗ thoát hơi, giúp cho hơi nước được thoát ra ngoài, không bị đọng lại ở trong khuôn, làm nhão bề mặt của bánh. Nếu bột dính ở trung tâm còn loãng và có màu trắng đục như thế này, như vậy là chưa chín. Chúng ta tiếp tục nướng thêm khoảng vài phút nữa. Từ giai đoạn này trở đi thì bánh sẽ chín rất là nhanh, do đó cứ cách khoảng 1-2 phút thì chúng ta sẽ mở cửa lò ra để kiểm tra một lần. Khi bột dính vào trung tâm đã được trong suốt như thế này, có nghĩa là bánh đã chín rồi. Chúng ta lấy bánh ra ngay, nếu để lâu quá thì bột khí sẽ bị xẹp dần, làm giảm dần độ xốp của bánh. Bánh này để ở nhiệt độ phòng đến ngày hôm sau vẫn mềm giống như lúc ban đầu. Trường hợp khi để nguội hoặc là sang đến ngày hôm sau thì bánh bị khô cứng, điều này chứng tỏ là lượng nước trong công thức của chúng ta chưa đủ. Nếu như lượng nước đầy đủ thì bánh vẫn mềm ngon cho đến ngày hôm sau các bạn nha. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần tới.